Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào biên tập viên Lê Thu và các khán giả của đài VOV đang theo dõi chương trình. Vâng thưa ông, dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì được lấy ý kiến đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2018, có một số nội dung mới và tăng cao mức phạt. Sau đây thì mời ông nghe một số thông tin về dự thảo. Theo dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, sẽ phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi không đảm bảo cơ sở vật chất, thực hiện không đúng quy định về công khai thông tin tổ chức dạy thêm, bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Hành vi sử dụng người dạy thêm không đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa, bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông, bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Ép buộc học sinh học thêm bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép. Dự thảo nghị định cũng quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học. Dự thảo cũng quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh. Cụ thể phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế, không công khai đề án tuyển sinh, công khai thông tin trong đề án tuyển sinh sai sự thật, công khai không đúng thông tin liên quan đến tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với hành vi thu nhận hồ sơ hoặc hỗ trợ tuyển sinh khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Phạt tiền từ 35 đến 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành chuyên ngành khi chưa được cấp phép. Đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ vượt quá số lượng so với chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép từ 20% đến 40%, bị xử phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Vượt từ 40% trở lên bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Thưa Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, chúng ta vừa nghe một số điểm mới trong dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. So với nghị định 138 năm 2013 thì đang áp dụng mức phạt tiền của dự thảo nói trên có cụ thể hơn và bổ sung thêm các hành vi bị phạt, trong đó điều chỉnh nâng mức phạt một số vi phạm. Ông có nhận xét gì về những cái điểm mới trong dự thảo này? Cái dự thảo được công bố thì có rất nhiều điểm mới. Cái thứ nhất là mở rộng ra rất nhiều cái hành vi khác nhau, trong ví dụ trong tuyển sinh chẳng hạn. Hồi xưa làm gì có chuyện mà phạt trong cái việc mà ba công khai đó, bây giờ thì nếu mà công khai không đúng sự thật thì cũng phạt, hoặc là đưa ra các cái mức phạt khác nhau với cái số tiền lớn hơn nhiều so với những cái mức phạt của nghị định 138 trước này. Dạ, vâng, một trong những cái điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo là quy định chế tài về vi phạm trong hoạt động tuyển sinh. Theo dự thảo nghị định này thì các hành vi vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh và đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm thì có nhiều mức khác nhau tùy theo loại vi phạm, dao động từ 200.000 đồng đến 80 triệu đồng. Và xin lấy ví dụ là ví dụ như nếu tuyển vượt 40% chỉ tiêu trở lên thì có mức phạt là 60 đến 80 triệu đồng. Riêng điều này thì dự thảo nghị định không có hình thức phạt bổ sung. Là lãnh đạo một cơ sở giáo dục đại học thì ông nhận xét gì về việc xử phạt đối với các trường hợp vi phạm tuyển sinh? Và theo ông thì số tiền và cách thức phạt này liệu có đủ sức răn đe với các trường không ạ? Tôi nghĩ rằng là qua theo dõi một số trường đại học mấy năm nay trong mùa tuyển sinh thì có một số trường thì tuyển sinh nó vượt chỉ tiêu quá mức. Chính vì vậy mà với cái mức phạt hiện nay theo cái dự thảo đưa ra thì tôi nghĩ rằng là chưa đủ để mà răn đe. Bởi vì một số trường, lấy ví dụ như một số trường tư thục đi, thì học phí của họ rất là cao, từ khoảng 50 triệu trở lên, thì nếu mà chúng ta phạt tối đa là 200 triệu hoặc là 80 triệu như là trong mức tối đa là 80 triệu thì như vậy là chỉ ở mức học phí của một năm
của một em hoặc hai em sinh viên mà thôi, thế thì nó không đáng kể. Dạ. Đó, cho nên là nó không có mang hình thức răn đe. Vâng, như vậy là theo ông là số tiền phạt này thì không đủ sức răn đe các trường, và theo ông thì mức phạt này cũng không nên áp dụng chung cho tất cả các trường, kể cả là trường công lập hay tư thục. Đúng rồi, hiện nay là nếu mà một đưa ra một cái nghị định về xử phạt cũng vậy, là nó cầu bằng chung cho tất cả các trường với mức học phí khác nhau thì cũng không hợp lý cho lắm. Bởi vì hiện nay là chúng ta thấy rằng là học phí ở tất cả các cái trường công lẫn tư hiện nay thì có một sự chênh lệch khá lớn. Cho nên học mức phạt phải tương ứng với mức học phí mới được. Yeah. Vậy ông có đề xuất gì về mức phạt cũng như là các biện pháp chế tài khác mang tính chất răn đe để các trường thực hiện nghiêm việc tuyển sinh? Tôi nghĩ rằng là việc đầu tiên là chúng ta phải có cái kiểu phạt lũy tiến. Lấy ví dụ như năm nay trường Anh đã bị phạt vì vượt chỉ tiêu, thì sang năm cái mức phạt sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba. Yeah. Đó, và năm nữa nếu mà tiếp tục vượt nữa thì cũng sẽ tiếp tục là theo cấp số nhân. Đó là một cái mà tôi đề xuất. Cái thứ hai là mình không nên cào bằng cái mức phạt giữa các trường mà không có phạt theo cái hình thức là vượt 5%, vượt 10%, vượt 40%, yeah, mà cứ tính trên 1% số học phí trong suốt 4 năm học trong tổng số sinh viên đã vượt so với chỉ tiêu. Thì như vậy nó sẽ công bằng với tất cả mọi trường. Trường nào mà học phí càng cao và tuyển càng nhiều thì cứ nhân trong 4 năm và lấy 1% ra thì nó sẽ bị phạt ở một mức cao, và như vậy sẽ răn đe với cái sự hình thức nó sẽ răn đe tốt hơn. Yeah. Vâng, thưa ông, trên thực tế thì năm 2013, chính phủ đã có văn bản tương tự, trong đó quy định rất rõ những cái vi phạm đang là vấn đề nhức nhối của giáo dục hiện nay như là dạy thêm học thêm tràn lan, tuyển sinh sai quy định, vấn đề xúc phạm nhà giáo, người học. Nhưng mà việc thực hiện thì chưa thực sự nghiêm. Và bản thân các trường khi mà bị thanh tra và có thông báo xác định chỉ tiêu tuyển sinh sai quy định, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở chứ chưa xử phạt. Điều này khiến nhiều người lo lắng về cái tính khả thi cũng như là cách thức thực hiện nếu nghị định mới đưa vào thực tế. Còn ý kiến của ông ra sao? Tôi nghĩ rằng là với cái nghị định mới này thì chắc chắn là để tạo ra một cái trật tự trong cái vấn đề tuyển sinh thì chúng ta nên làm quyết liệt. Tuy nhiên, sở dĩ theo quan điểm của cá nhân tôi mà sở dĩ là mấy năm vừa rồi thì các cái cơ quan mà xử phạt cũng ít áp dụng những hình thức mà cứng rắn. Đó là vì cái phương thức tuyển sinh của mình thì nó dao động. Tôi lấy ví dụ như là năm 2016 chẳng hạn thì cho phép các em thí sinh, mỗi em được trúng tuyển vào hai trường khác nhau, thì làm thế nào để mà cái trường mà tiếp nhận em mà biết được là tỷ lệ gọi là bao nhiêu, đúng không? Yeah. Cho nên là cái đó là không, cái việc vấn đề tuyển vượt những năm đó không hoàn toàn phụ thuộc vào trường mà phụ thuộc vào cái chính sách, ngay chính sách của Bộ Dục Đào Tạo về vấn đề tuyển sinh, hoặc là cái phụ thuộc vào phần mềm. Yeah. Đó. Thì như vậy là ngay cả như hiện nay chẳng hạn thì cái vấn đề tuyển sinh thì chúng ta không có hòa nhập vào chung một cái hệ thống, và ví dụ như giáo dục đại học và các trường mà đào tạo sư phạm là tuyển một hệ thống riêng, còn trong khi đó tổng cục giáo dục nghề nghiệp thì lại tuyển hoàn toàn theo một hệ thống riêng. Và rất nhiều trường hợp là các em đã đậu vào đại học ở hệ đại học rồi nhưng mà là bỏ đại học và đi xét trong để đi học nghề chẳng hạn. Yeah. thì như vậy là cái điều đó cho thấy rằng là các trường hiện nay á thì vẫn rất là lo với cái chuyện mà tuyển không đủ, mà bởi vì là đa phần các trường thì dựa vào cái học phí là chính, sự tồn tại của mình dựa vào học phí là chính. Chính vì vậy cho nên các trường lo, và tuy nhiên là luôn luôn gọi một cái khoản dự phòng, không biết như thế là đã vừa đủ hay chưa. Cho nên chừng nào mà chúng ta đưa ra cái chính sách mà thật là rõ ràng, minh bạch và tuyển sinh trong cùng một hệ thống, tức là theo hình thức lọt sàn xuống mía, những em nào mà mỗi em chỉ có thể đậu vào một trường
nào đó, và thí dụ như là không đậu cái trường ở top trên thì là rớt xuống top dưới hoặc là xuống các cái trường cao đẳng thì mới được, chứ còn bây giờ thì phạt thì phạt thì cũng đúng là để răn đe thôi, nhưng mà nó vẫn chưa được hợp lý cho lắm, bởi vì trước mắt là chúng ta chưa giải quyết được cái bài toán là làm thế nào để các cái trường mà yên tâm trong cái tỷ lệ gọi là bao nhiêu là vừa. Vậy ở cái khía cạnh tích cực thì theo ông, việc tăng mức xử phạt cũng như là làm nghiêm việc xử phạt đối với những sai phạm trong tuyển sinh thì sẽ tác động như thế nào tới việc nâng cao chất lượng tuyển sinh cũng như là đào tạo của các trường? Chắc chắn là như vậy, bởi vì hiện nay thì nếu mà tuyển sinh vô tội vạ thì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Vì sao? Vì đội ngũ không đủ, phòng ốc không đủ, thiết bị cơ sở vật chất không đủ thì chắc chắn là nó sẽ dẫn tới việc là chất lượng đào tạo của sinh viên ra trường nó kém, rồi cuối cùng là nó lại quay lại nó lại ảnh hưởng tới cái chất lượng đầu vào. Cho nên những trường nào mà thông minh, những cái trường nào mà muốn phát triển bền vững thì tôi nghĩ rằng là họ không bao giờ có cái chuyện mà muốn tuyển sinh ào ạt để mà bị phạt đâu. Cho nên là vấn đề này là cái vấn đề mà là tùy theo trường nữa. Nếu mà những trường nào mà theo kiểu ăn xổi ở thì kiểu mà cố tình tuyển vượt để mà có một cái lợi ích trước mắt nhưng mà không nhìn thấy cái hại và lâu và dài thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển bền vững của cái cơ sở giáo dục đào tạo đó. Là một trong những trường mà lấy kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia làm căn cứ để tuyển sinh thì hẳn là ông rất là quan tâm tới cái mức xử phạt đối với các vi phạm trong kỳ thi. Làm lộ đề thi hay là hành vi sửa bài thi, điểm bài thi của thí sinh như một số vụ việc nghiêm trọng ở Hà Giang hay là Sơn La, Hòa Bình trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua thì phải khởi tố hình sự. Do vậy là nhiều ý kiến cho rằng là việc xử phạt hành chính với những cái hành vi này là không phù hợp với mức độ vi phạm. Do đó là không thực sự cần thiết. Còn quan điểm của ông ra sao? Tôi nghĩ là còn phải phạt nặng hơn nữa. Bởi vì là mấy năm nay thì chắc là sự việc cũng đã xảy ra rồi, nhưng mà chúng ta không có một cái hình thức xử phạt cho thật nặng đối với những cái hành vi mà sửa điểm thi hoặc là sửa bài thi, cho nên là nó mới diễn ra cái tình trạng tiếp tục. Cho nên tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì trong nghị định còn phải đưa ra những cái điều khoản mà răn đe còn mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ rằng phải kết hợp cả hai yếu tố, vừa xử lý hình sự mà vừa phạt hành chính thì mới được. Chứ còn đâu phải trường hợp nào là chúng ta cũng phải xử lý hình sự được đâu. Vâng, nhưng lại có ý kiến cho rằng là việc phạt tiền trong giáo dục sẽ vật chất hóa môi trường giáo dục và để lại nhiều hệ lụy. Dự thảo quy định mức phạt tiền cao nhất đối với tổ chức là 100 triệu đồng, với cá nhân là 50 triệu đồng. Và có hàng loạt những cái câu hỏi đặt ra là ai sẽ giám sát, ai kết luận về mức phạt và không biết tiền xử phạt sẽ đi đâu về đâu, liệu có phát sinh tiêu cực không ạ? Tôi nghĩ rằng là bây giờ phạt tiền là đúng chứ còn phạt ở đâu nữa. Bởi vì bữa trước á, thì lúc một thời anh Bùi Văn Nga còn làm thứ trưởng thì cũng có trong cuộc họp tuyển sinh thì cũng có đề xuất là thôi thì những trường nào mà lỡ mà vượt chỉ tiêu á, thì bây giờ là cấn trừ, tức là năm sau sẽ giảm chỉ tiêu lại. Đó. Thì cũng không đúng, bởi vì là sao? Bởi vì lỗi là lỗi của cái cơ sở đào tạo mà cuối cùng mình đưa cái gánh nặng đó cho các em thí sinh năm sau, bởi vì là khi mà cắt giảm chỉ tiêu cho năm sau thì như vậy là vô tình là các em muốn vào một cái trường đại học đó của năm sau với chỉ tiêu ít hơn thì nó sẽ thi khó hơn, trong khi đó những năm những đàn anh đàn chị đi trước thì là dễ hơn, như vậy thì không được. Cho nên là bây giờ chỉ có một cái phương pháp duy nhất là phạt tiền, mà phạt tiền đủ lớn, đủ mà làm thế nào để cho các cái cơ sở giáo dục đào tạo mà có cái thói quen mà tuyển vượt thì phải tuyển bớt lại thôi, chứ còn không có cách nào khác được. Đó thì còn đưa vào quỹ thì nói chung là hiện nay thì công tác thử nghiệm cũng như là rất nhiều cái lĩnh vực giáo dục mà chúng ta cần đầu tư thì chúng ta sẽ thành lập một quỹ đầu tư phát triển để đưa cái tiền nộp phạt đó để trợ giúp các cái giáo dục vùng sâu vùng xa, rồi trợ giúp cho các giáo viên còn khó khăn, nhiều thứ lắm. Có thể mà có thể đầu tư được. Tôi nghĩ rằng là phải kiểm tra chéo
Thì phải có đại diện của nhiều trường vào thì mới được, chứ còn hiện nay thì cái cách làm của hiện nay thì chúng ta kiểu là thanh tra hoặc là đi kiểm tra thì cũng không có hợp lý cho lắm. Vâng, thưa ông, nghị định thì đang là dự thảo để lấy ý kiến xã hội đến ngày 25 tháng 11 tới. Vậy theo ông thì các công việc tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên là gì và làm sao để mà ban hành nghị định này đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả? Hiện nay ở nghị định chỉ mới có một dự thảo thôi, cho nên tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo cần tổ chức một cái hội thảo để lấy ý kiến của tất cả các trường, các bên liên quan đó, thì đó thì mới đưa ra chỉnh sửa, xong thì mới đưa ra nghị quyết chính thức được đó. Thì là lúc đó thì tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp với tình hình hơn. Tôi nghĩ rằng là bây giờ là một mình cơ quan bộ thì cũng không thể nào mà theo dõi hoặc là bám sát cái hành vi, những hành vi mà vi phạm của tất cả các cơ sở dục đào tạo, bởi vì hiện nay có rất nhiều trường mà ngay cả mà ví dụ như cái hành vi mà khai mà không đúng sự thật trong cái công khai tuyển sinh thì cũng 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 rất là khó kiểm tra. Cho nên là bây giờ mình phải làm thế nào có một cơ chế mà để cho tất cả mọi người đều có thể giám sát được cũng được. Chứ còn riêng cái cơ quan bộ thôi thì cái nhân lực cũng không đủ để mà đi kiểm tra tất cả cái trường đó. Mà kiểm tra thì cũng là lấy xác suất một số trường nào đó thôi. Thành ra nó cũng không có đủ để cơ sở để mà răn đe cho cái hành vi mà vi phạm hành chính trong cái tuyển sinh được. Dạ, vâng, xin cảm ơn Phó Giáo thư sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về cuộc trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục nhằm mục đích là cảnh báo, ngăn ngừa là chính, không lấy việc xử phạt là mục tiêu. Và xin dẫn lời của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo rằng dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục tuy rất quan trọng nhưng không phải là cây gậy vạn năng mà cần phối hợp sử dụng nhiều công cụ quản lý khác. Chủ trương của Bộ là xử đúng thì tốt nhưng không phải xử thì tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà chúng tôi vừa trao đổi với ông Đỗ Văn Dũng thì đã có nhiều thính giả gọi điện để kết nối với chương trình để bày tỏ quan điểm và chúng tôi xin trích ý kiến. Tôi là Ngô Việt Cường, 85 tuổi, ở số nhà 360, tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Bây giờ là phải căn cứ vào từng trường để mà phạt người ta chứ không phải đánh đổ đông được. Đấy là một việc. Việc thứ hai nữa là đặt ra luật. Thế thì những người mà Bộ Giáo dục ra những cái văn bản mà trái với luật thì tại sao không phạt? Vâng, xin cảm ơn thính giả đã chia sẻ quan điểm với chương trình.